nhà đầu tư. Tôi Tuấn Nguyễn, cố vấn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Thì hiện tại là Tuấn vẫn đang đứng tại cái khu nghỉ dưỡng Legacy Hill Hòa Bình, đúng không ạ? Ngọn đồi hạnh phúc, cũng như rất nhiều những video mà Tuấn đã chia sẻ tới tất cả các quý anh chị và các quý nhà đầu tư về những cái căn biệt thự hoặc là những vị trí, những cái đồi rất là đẹp tại đây. Thì hôm nay để tiếp nối những video đó, Tuấn đang đứng tại cái phân khu C, đồi DD06A, phân khu C Black Forest. Trong những phân khu mà đã được làm concept, đó là về phát triển về sức khỏe, rất nhiều những tiện ích như là thiền này, chăm sóc sức khỏe này, spa này, đúng không ạ, onsen, hay hoặc là ở đây là có rất nhiều những cái cây quái thú rất là to, ví dụ như là cái cây mà trước mặt Tuấn đây ạ, đấy rất là to, đúng không ạ. Đấy thì hôm nay Tuấn đang đứng tại đồi DD6A và giới thiệu đến với anh chị một vài lô biệt thự, đó là lô DD06A05 và DD06A06. Đây là một trong những cái lô biệt thự mà có độ cao trên 30m, view Tuấn đánh giá là cũng khá đẹp và có độ cái diện tích cũng khá là vừa phải, suất đầu tư khá là vừa phải, đúng không ạ? Nó chỉ có khoảng độ từ khoảng độ 300 đến 350m thôi, là một suất đầu tư mà tôi nghĩ là đáng để cho các anh chị và các quý nhà đầu tư nghiên cứu. Và sau đây thì xin mời tất cả quý anh chị và các quý nhà đầu tư cùng đón xem những cái thông tin mà Tuấn sẽ chia sẻ nhé. Vâng, đầu tiên thì Tuấn xin được phép giới thiệu đến các anh các chị và các quý nhà đầu tư vị trí và thông số của hai cái lô biệt thự DD06A05 và DD06A06 trên cái mặt bằng master plan để anh chị có thể nắm được cái tổng quan nhất, đúng không ạ? Về vị trí của đồi DD06A, đây, DD là đồi đông các anh chị nhé. Về vị trí của đồi đông này, của DD06A này thì nói chung ấy, và hai cái lô biệt thự 05 và 06 nói riêng nằm ở trung tâm cái phân khu C Lac Forest của dự án Legacy Hill. Các anh chị có để ý không ạ? Nó gần như nó nằm ở trung tâm, ở giữa luôn. Với độ cao ấy từ 33 đến 35m thì tầm view cực đẹp, đúng không ạ? Tầm view của cái khu này rất là đẹp, bao trọn toàn bộ cảnh quan phía đông bắc của dự án ấy. Đấy, bao gồm là có sông Thiên Thanh này anh chị ạ, sông Thiên Thanh này, khu khách sạn này, khu DB06 siêu VIP đó, hay là cả cái hệ thống bungalow ven hồ đây, để đơn vị vận hành là Winham họ sẽ vận hành. Về thông số chi tiết tầng căn thì lô biệt thự DD06A05 thì có diện tích là 350,47m về hướng đông bắc, đúng không ạ? Diện tích xây dựng là 140,19m, xây 2,5 tầng, tổng diện tích xây dựng là 350m2, với mặt tiền rất là rộng đến 23m đấy anh chị ạ, và với độ cao 34,64m, rất cao, đúng không ạ? Sát bên cạnh căn 05 đó là lô 06 với diện tích là 305,85m, vẫn hướng đông bắc, và diện tích xây dựng là 122,34m2, xây 2,5 tầng, tổng diện tích xây dựng là 305,85m, mặt tiền rộng 20m và độ cao 33,5m. Và trước mặt lô 05 và 06 này, các anh chị có thể ý không ạ? Đây là một cái khóm cây, có thể là hoa anh đào, đúng không ạ? Sẽ rất là đẹp. Thì nhìn chung ấy, anh chị có thể thấy ạ, cái đồi DD06A này và đặc biệt là hai cái lô biệt thự 05 06 thì đều ôm trọn cả cái đường, mặt đường 12m, rất là rộng, 2-3 xe tránh nhau thoải mái, và view thì cực kỳ thoáng các anh chị ạ. Và cách trung tâm chăm sóc sức khỏe cái tiện ích 65-73 này rất là gần thôi, đúng không ạ? Vì khu C này là tập trung vào tiện ích chăm sóc sức khỏe đấy, thì có bao gồm là phòng khám đa khoa quốc tế này, spa này, massage này, khu cân bằng cảm xúc này, khu detox này, khu trung tâm thiền, khu sông hơi, hay là cái khu tắm khoáng, tắm bùn, onsen đó. Trước mặt của những cái lô biệt thự này thì có hệ thống bungalow ven hồ này, có chòi câu cá này, đúng không ạ? Có hoa anh đào này. Riêng với cái tầm view này thì Tuấn khẳng định với anh chị là rất đẹp, rất thoáng. Buổi sáng mà ngắm bình minh thì không thể chê được. Và bên cạnh đó, với concept của cái khu C này sẽ tập trung rất nhiều những cái cây đẹp, cây to. Vì khu C nổi tiếng vì có cái vườn, một vườn cây gọi là vườn cây quái thú tiện ích 86 đấy ạ. Tại đây thì sẽ tập trung tất cả, hội tụ tất cả những cái cây rất là dị, đúng không ạ? Vừa to vừa dị vừa lạ nữa, đúng không ạ? Hội tụ hết ở cái khu tiện ích 86 của phân khu C Lac Forest này. Và đương nhiên thì với cái vị trí đẹp như vậy, vừa cao này, vừa thoáng này, vừa đẹp này, đúng không ạ? Thì đơn giá của cái căn biệt thự 05 và 06 này thì Tuấn nghĩ là cũng phải từ 14,5 đến 16 triệu một mét, đúng không ạ?
thì tính trung bình thì giá cũng sẽ dao động từ 5,5 đến khoảng độ trên 7 tỷ một lô bàn giao thô hoàn thành. Đó, các anh chị ạ, đây là cái tầm view tại tầng 1 của cái những cái lô biệt thự DD06A05 và DD06A06, đúng không ạ? Trước mặt là một cái cây rất là to. Đối diện của những cái lô biệt thự này đó là cái đồi DB6 của đồi DB6 siêu VIP của Đồi Bắc, đúng không ạ? Phía bên này sẽ là khách sạn này. Nếu mà anh chị mà đứng ở trên tầng 3 của căn biệt thự này thì anh chị chắc chắn là anh chị sẽ nhìn thấy cái lòng hồ và hệ thống bungalow ở dưới, nhìn nó sẽ rất là đẹp, đúng không ạ? Đây, check sang phía bên đằng đông một chút thì anh chị có thể thấy đây là DD12 mà Tuấn cũng đã làm một cái video để giới thiệu rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp. Thì ở khu C này có ba khu đồi mà có độ cao cao nhất, đúng không ạ? DB3, DD3, DD4 ở phía bên kia. DD6A là Tuấn đang chia sẻ với các anh chị. Và DD12 mà Tuấn cũng có một video giới thiệu riêng đấy, đúng không ạ? Đó, rất đẹp, đúng không? Đấy, Tuấn quay mặt sau một chút thì ở phía dưới kia ấy thì đang chủ đầu tư đang ươm hệ thống cây ngân hạnh. Đang ươm hệ thống cái ngân hạnh đang ở dưới này. Đằng sau, view đằng sau là view đồng ruộng đồi núi, nhìn rất là bình yên, đúng không ạ? Rất là bình yên thôi ạ. Đó. Đó, đó, đó. Vừa rồi đó là những cái thông tin về cái căn DD06A05 và DD06A06 mà Tuấn đã chia sẻ với tất cả các anh chị và các quý nhà đầu tư. Từ view này, diện tích này, thông số kỹ thuật, đúng không ạ? Và giá, cả giá của nó nữa. Hiện tại bây giờ thì chủ đầu tư vẫn đang là booking ưu tiên thôi, đúng không ạ? Thì tất cả những thông tin mà anh chị và các quý nhà đầu tư muốn biết thêm chi tiết hơn, hoặc là muốn tìm những cái lô biệt thự khác mà phù hợp với mình tại những vị trí khác của Legacy Hill, thì xin mời tất cả các anh chị và các quý nhà đầu tư hãy liên hệ với Tuấn qua Facebook mà Tuấn đã để ở phía dưới video này, hoặc là qua số điện thoại Zalo 0962278997 thì Tuấn sẽ hỗ trợ anh chị và tư vấn cho anh chị những cái căn biệt thự và những thông tin phù hợp nhất, đúng không ạ? Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị. Các anh chị và các quý nhà đầu tư đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Tuấn về dự án Legacy Hill Hòa Bình, hoặc là những dự án khác ở Quảng Ninh, ở Vân Đồn hay là ở Phú Quốc, vân vân, những cái nơi mà có thể đầu tư rất là ok tại Việt Nam, đúng không ạ? Thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị, và chúc tất cả các quý anh chị và các quý nhà đầu tư sức khỏe. Xin chào.